Thưa quý vị và các bạn, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo của series Nhân chứng sống, với câu chuyện đầu tiên sẽ do cô Yến Vũ chia sẻ vào năm 2022. Đây là câu chuyện về người ông trẻ liệt sĩ của tôi. Những năm 1970-1974, tôi sống ở quê, học từ lớp 2 đến hết lớp 4, vẫn còn bé tí. Hồi đó tôi có nghe loáng thoáng người lớn kể rằng ông nội tôi có một người em trai tên là Triệt, Vũ Đình Triệt, là liệt sĩ bị Tây bắn chết từ lúc còn trẻ. Thông tin đấy nghe lướt trong đầu đứa trẻ mới lớp 2, lớp 3 rồi thôi, không bao giờ nghe lại nữa. Cuối năm 1974, tôi trở lại thị xã miền rừng. Năm 1983, tôi được phân công về công tác ở huyện nhỏ, xây dựng gia đình và có một ngôi nhà đất nghèo nàn lưng chừng núi. Đúng vào cái đêm 27 tháng 7 năm 1992, tôi mơ một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ đấy, tôi thấy mình đang đi trên một con đường đất nhỏ giữa một cánh đồng lúa. Khi tôi ngoái lại nhìn sang bên, thấy có một cái gò đất. Trên đó có nhiều ngôi mộ đang cắm hương cháy nghi ngút. Nhưng có một ngôi mộ ngay rìa gò, không có ai thắp hương. Lúc đấy trong mơ, tôi cũng thấy lạ và có lẩm bẩm như thế này: lạ nhỉ, hôm nay là ngày thương binh liệt sĩ, sao mà cái ngôi mộ kia không có ai hương khói. Xong rồi tự dưng không hiểu sao tôi lại giật mình. Thôi chết rồi, đấy chính là mộ ông Triệt nhà mình. Mình phải ra đấy thắp cho ông nén hương mới được. Thế là tôi mới rẽ vào cái lối bờ ruộng dẫn đến cái chỗ ngôi mộ. Vì bờ ruộng nhỏ, tôi cắm cúi đi để khỏi trượt chân. Khi đến nơi, ngẩng lên nhìn thì tôi thấy có một ông cụ cao, gầy mảnh khảnh, đầu gối quá tai, đang ngồi trên mộ vót nan đan lát gì đó. Ông cụ mặc bộ quần áo bộ đội đã bạc phếch. Điều đặc biệt là ông đội cái mũ vải mùa đông của bộ đội ngày xưa thời chống Pháp, có hai cái tai vải buộc áp hai bên tai và dây buộc dưới cằm. Tôi xả ngay xuống ngồi trước mặt ông, như thể ông cháu tôi đã thân quen từ bao giờ. Tôi mới hỏi: ông ơi, muốn cho người chết phù hộ thì làm thế nào hả ông? Ông cụ vẫn tay vót nan, chẳng buồn nhìn lên, nói thủng thẳng: thì cháu cứ thắp hương làm mâm cơm. Tôi lại thủ thỉ: ông ơi, thì cháu thắp hương cho ông, rồi ông phù hộ cho cháu nhé. Ừ. Bỗng đầu có tiếng ai đấy gọi. Tôi ngoảnh nhìn, thì ra là cậu em nhà hàng xóm của tôi, đi qua thấy tôi nên gọi. Xin chia sẻ thêm một chút ngoài đời thực, đó là sau này cậu em đó trở thành em rể của tôi, lấy cô em gái họ của tôi, xin việc cho về cùng huyện. Cái thời điểm đấy thì tất cả chỉ trong tích tắc vài giây. Khi quay mặt trở lại, tôi kịp thấy ông tôi đang ngồi trên đống sương mù, từ từ xoay người, xoay lưng về phía tôi, rồi toàn thân tụt dần xuống cái khối sương mù, tiêu hình mất dạng, cứ như trong phim thần tiên vậy. Tôi tỉnh giấc ngay cái lúc đấy, xem giờ, lúc đó là tầm 2 giờ 30 phút sáng. Kỳ lạ thật, cái tên người ông liệt sĩ tôi được nghe từ thuở nào và đã quên từ lâu, nay bỗng theo giấc mơ lần trở về. Ông Triệt. Một tháng sau, trở về thăm bố mẹ trên thị xã, nay đã là thành phố, tôi đem câu chuyện giấc mơ kể cho bố mẹ tôi nghe. Lúc đấy thì bố tôi vô cùng ngỡ ngàng về câu chuyện mà tôi kể. Tôi có hỏi bố tôi: tại sao con lại mơ mộ ông ngày 27 tháng 7 không có ai thắp hương, hay là mộ ông chưa được tìm thấy à bố? Nhưng bố tôi nói: lạ nhỉ, mộ ông đã được tìm thấy và quy tập về quê đâu đấy cả rồi. Thế là tôi cũng được nghe bố tôi kể cho biết về ông kỹ hơn. Ông Triệt tôi sinh năm 1920. Lúc mới sinh, ông được cụ nội tôi bấm độn tử vi và nói rằng ông sinh vào giờ quan bàng nên sẽ không thể sống quá 30 tuổi. Ông tôi trưởng thành theo cách mạng, đi bộ đội, từng làm đến chức huyện đội trưởng huyện Bình Giang, Hải Dương. Năm 1947, đánh nhau với lính Tây, lính Dõng ở Ghẽ, Tuấn Kiệt thắng trận. Sau đó ông được cử đi học lục quân ở Cao Bằng. Trên đường đi cùng với hai người nữa, đúng là tam nhân bất đồng hành. Ngay đó, ông và một người bị giặc Tây, Dõng phục kích bắn chết tại Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh vào ngày 28 tháng 3 năm 1947, tức là 22 tháng Giêng.
còn một người chạy thoát. Khi đấy, ông tôi mới 28 tuổi, tính cả tuổi mụ. Gia đình sau này cũng chỉ biết là ông đã hy sinh cùng với một người nữa. Ông tôi mất, cụ tôi đau buồn nhưng không ngạc nhiên, vì cụ đã bấm độn và biết trước đại họa sớm muộn sẽ đến. Thế rồi, chiến tranh, loạn lạc, gia đình chưa có cơ hội tìm kiếm. Sau này dò tìm mộ ông mãi vẫn chưa thấy. Đến năm 1978, ông trưởng thôn nơi ông tôi hy sinh có bạn ở xã Mao Điền. Họ từng cùng bị giặc bắt tù chung với nhau trước kia. Một hôm đi Mao Điền, ông trưởng thôn tìm đến thăm bạn. Lâu nay có dịp gặp nhau, chén chú chén anh, ông trưởng thôn mới cắm cảnh. Thôi, chiến tranh qua rồi, dù sao chú với anh cũng còn may, chứ ối người chết trong chiến tranh thiệt thòi biết bao nhiêu. Do ông trưởng thôn kia kể cho bạn mình nghe chuyện hai cán bộ huyện đội đi công tác bị phục kích bắn chết tại quê mình, bà con trong thôn đã làm lễ chôn cất. Người bạn kia lập tức như bị điện giật, hỏi tên hai người liệt sĩ. Rồi ông ấy vui mừng khôn xiết vì một trong hai liệt sĩ kia chính là em trai ông ấy, người còn lại là ông triệt của tôi. Vậy mà hồi trước cùng có mấy năm trong tù với nhau mà ông trưởng thôn không kể cái chuyện này. Nếu kể sớm thì hai gia đình đã không phải lao khổ dò tìm bấy lâu nay. Do hai gia đình tôi và gia đình ông ở Mao Điền đã kết thân với nhau vì cùng có người thân là liệt sĩ cùng thất lạc, nên sáng hôm sau, ông bạn ở xã Mao Điền kia lập tức đạp xe tìm về làng tôi, báo cho ông nội tôi biết. Cụ tôi lúc đấy thì đã mất rồi. Ông nội tôi là anh trai của ông Triệt, cũng là trưởng tộc, lập tức triệu họp họ Mạc, cắt cử một đoàn người lập tức tìm về Bắc Ninh, nơi ông tôi đã hy sinh. Rồi hai liệt sĩ được tổ chức quân đội, chính quyền địa phương đưa về quy tập tại quê hương. Ông Triệt tôi đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Vậy thì tại sao ông lại báo mộng cho tôi thấy ông cô quạnh như vậy? Tìm hiểu tiếp thì tôi được biết ngày xưa ông đã từng lấy vợ nhưng chưa có con. Ông mất thì bà đi lấy người khác. Hay là ông muốn có con có cháu, khói hương cho đỡ cô quạnh nhỉ? Đến cuối năm 1992, tôi về kể cho ông nội tôi, nói với ông ý nguyện muốn bốc bát hương thờ ông Triệt. Ông tôi bảo là không cần bát hương thờ riêng, cứ thắp hương chung và bát hương công đồng rồi khấn gọi ông là được. Ngày dỗ của ông trong họ vẫn làm đầy đủ hàng năm. Tôi chỉ là cháu gái đã đi lấy chồng, việc cúng dỗ không đến lượt tôi. Thế là tôi phát tâm, từ nay con sẽ làm cơm cúng ông hàng năm vào ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Đến năm 1993, rời bỏ ngôi nhà sườn đồi, làm nhà mới xuống nơi bằng phẳng hơn. Khi lập bàn thờ, tôi vẫn quyết định lập riêng một bát hương thờ ông. Năm 1995-1997, xe Dream là giấc mơ của mọi gia đình, trong đó có gia đình tôi. Kể cũng lạ, lúc đó có 30 triệu là xây được một ngôi nhà 2 tầng khang trang. 30 triệu có khi mua được 2 đến 3 thổ đất. Nhưng giấc mơ Dream đè bẹp mọi giấc mơ kia. Khi đó, xe Dream Nam mới bóc tem có giá 42 triệu đồng. Xe Dream Nữ có giá 38 triệu đồng. Vậy mà trời đất ơi, ông chồng của tôi cứ ao ước quá trời. Đến tháng 5 năm 1997, với đồng lương chết đói, vợ chồng tôi chắt bóp mãi mới giành được có 11 triệu. Vậy mà cứ phát cuồng lên muốn có một chiếc xe Dream. Do thương chồng nên tôi cũng bị lung lạc, chẳng chắc có vay được ở đâu không. Tôi cứ đắn đo, e ngại hoài suốt mấy tháng trời. Cứ rằm mùng một thắp hương lại ca thán, kể lể với vong linh ông Triệt, rồi năn nỉ là ông ơi, ông giúp con đi, con có nên vay mượn mua xe không, mà vay ở đâu bây giờ. Thế rồi tôi mới tính, hay là đi về Hà Nội vay tiền để mua xe. Người mà tôi định vay là anh bạn thân chí cốt từ bé, được đăng báo Lao Động rằng đó là một tỷ phú trẻ đi Nga về, đang đầu tư làm ăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân trong nước. Bạn ấy cũng đã có lần mời rủ vợ chồng tôi về làm ăn cùng với hắn. Nhưng chúng tôi vốn dân cán bộ công chức quèn, cố thủ bám nhà nước để ngắc ngoài nhưng không chết, chứ không dám thay đổi môi trường, điều kiện sống. Tôi có khấn ông lúc đấy là xin ông phù hộ cho con vay được tiền mua xe từ bạn con. Việc thành công, con sẽ hộ tạ ông. Thế rồi tôi cũng về Hà Nội. Bạn đón tiếp hậu tình,
đưa đi ăn đủ món ngon, ngồi xe sang, ngủ phòng lạnh. Tôi cảm nhận được phong cách lối sống Âu Châu của bạn. Ngày xưa nó mồ côi, khổ bao nhiêu, thì giờ đổi đời rồi. Thế rồi tôi cũng giải bày ý nguyện với nó. Bạn tôi liền bảo, trong nhà đang có một cái dream nữ, mới mua được một năm nay cho vợ đi chợ. Đi xa thì đã có xe ô tô, vợ thì chỉ đi loanh quanh. Tuy nhiên sau Tết là vợ chồng sẽ đi Nga làm ăn sinh sống bên đó, con xe bỏ không ở nhà. Bạn tôi mới bảo, hay là bà lấy con xe đó về mà dùng, có bao nhiêu thì đưa tôi. Chỉ có 11 triệu, nhưng tôi sĩ diện nói, tôi có 15 triệu. Bạn tôi bảo, ok, để xe cho tôi đi từ nay đến Tết đã, 27 Tết thì xuống lấy xe nhé. Mùng 3 Tết vợ chồng tôi bay rồi. Rời nhà bạn khi đấy, người tôi cứ muốn bay lên. 27 Tết năm đó, vợ chồng tôi xuống Hà Nội, mua luôn hàng Tết rồi đón em nó về trong niềm hạnh phúc khó tả. Vậy mà tôi lại quên khuấy đi lời hứa với vong linh của ông tôi, rằng nếu việc thành công, sẽ hậu tạ ông. Cũng có lúc tôi loáng thoáng nhớ ra, thì lại tự nhủ, chẳng qua là ăn may, chứ chắc gì đã phải. Tôi không tin lắm rằng tôi đã được người âm phù hộ. Sau Tết một thời gian ngắn, tôi bỗng đổ ốm, tưởng rằng ốm qua quýt, không ngờ ốm kéo dài tới 12 ngày. Nhà trường đến thăm, bảo tưởng là ốm sơ sơ, chứ sao mà dài thế vẫn chưa dậy được. Những ngày sau thầy ốm mãi không khỏi. Buổi chiều ngày ốm thứ 12, tôi nằm nhìn lên trần nhà, thấy tường trắng chuyển màu vàng, đầu óc chao đảo quay cuồng, cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Tôi cảm thán, sao mình lại ốm lâu không dậy được thế này. Thế là tôi nằm nghĩ, rồi chợt vỡ òa vì một câu hỏi nảy ra trong đầu. Hay là tại mình mua được xe mà vẫn không cúng tạ? Rồi tôi tự trách, thôi đúng rồi, ông phù hộ cho như thế mà bội bạc quên ơn. Thôi tối nay phải bàn với chồng xem mai mua lễ về, làm cơm, gà xôi cúng tạ ông mới được. Nghĩ được đến đó, tự nhiên tôi thấy nhẹ người. Rồi đến buổi tối, tôi lần giường xuống ngồi được dưới mâm chiếu cùng ăn cơm với gia đình, không phải bưng cạnh giường vừa nằm vừa ăn. Hôm sau, lẽ tất nhiên là một lễ cúng tạ kính cẩn trang nghiêm. Rồi hôm sau nữa, tôi khỏi và đi làm. Năm 2006-2008, mẹ tôi trên thành phố đã già yếu, lúc nào cũng lo sợ. Con ơi, mẹ sợ lắm, đến lúc liệt giường liệt chiếu không tự chăm cho mình được thì biết thế nào. Tôi mới nói xả, mẹ lo gì, lúc đấy con khắc về chăm. Mày cứ nói vậy thôi, chứ làm sao mà về được. Tôi lúc đấy mới thắp hương khấn, ông ơi, làm thế nào bây giờ hả ông? Ông có cách gì giúp con không? Ông phù hộ cho con về thành phố có được không hả ông? Nói thế chứ tôi hiểu, chuyển đâu phải là dễ, tốn kém lắm, mọi người chắc cũng thừa hiểu. Tháng 9 năm 2007, anh trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, nguyên là bí thư của huyện công tác qua, gọi cho tôi. Anh đi qua dừng ăn cơm ở quán, có ra ăn cơm với anh không? Em có. Hồi anh còn ở huyện, chồng tôi cùng cơ quan, anh ở tập thể, biết tôi là người thành phố, con đi học xa, nhà chỉ có hai vợ chồng, nên anh thường xuống nhà ăn cơm cả rau muối cùng vợ chồng tôi. Tôi mới phi xe ra, anh đi cùng với cả đoàn công tác. Thế rồi tôi tranh thủ, anh mang con bỏ chợ, anh đuổi em sang khối đảng, bảo là giúp việc cho anh, xong rồi anh lại chuyển đi. Giờ em mắc núi mắc sông, nếu em còn bên giáo dục thì chắc cũng chuyển được về thành phố rồi. Mẹ em giờ già yếu, ngóng từng ngày mong em về gần. Giờ sang đây, chả biết đường nào mà xin về đâu trên đấy bây giờ. Thế giờ cô còn muốn chuyển về không? Ý thằng Tuân thế nào? Nhất trí hết rồi anh ạ. Cả nhà em đều thuận ý sẽ chuyển về thành phố. Thế thì để anh có thời gian xem đã. Tôi mới nửa đùa nửa thật. Em khoán cho anh, chậm nhất là 2 năm nữa thôi, anh phải lôi được cho em về, chứ mẹ em yếu lắm rồi. Tôi còn dặn thêm, em chỉ muốn chỗ nào yên phận, không va chạm nhiều, chứ như làm văn phòng dưới này, em muốn nổ hết cả đầu. Anh ấy mới bảo, chẳng có cái chỗ nào như thế dành cho cô đâu. Trong cả tiến trình lo nghĩ, toan tính chuyển về thành phố, tôi không bao giờ nghĩ có được cái tình huống như thế này.
Tháng 6 năm 2008, tôi nhận được cuộc gọi của anh. Có một vị trí ở cơ quan này rất là tương xứng với vị trí của cô bây giờ. Đang khuyết người, lại cần người có năng lực, tính cách như cô. Anh hỏi cô có chịu về không? Ôi, chỗ đấy thì khác gì chảo lửa. Anh quăng em vào đấy à? Anh tìm xem có chỗ nào khá hơn không? Em chỉ muốn yên hàn thôi. Anh mới sẵn giọng. Chả có cái chỗ nào cho cô chọn cả, có mỗi cái chỗ đấy thôi. Anh cho em nghĩ 10 ngày. Anh cho cô nghĩ 1 ngày thôi, mai cô phải trả lời anh. Thế là tôi về. Vợ chồng bàn bạc, suy tính, rồi một lần nữa thống nhất cho tôi chuyển công tác trước. Gia đình sẽ theo đấy mà chuyển dần. Giao ước rằng sau này có sự gì trong gia đình cũng không được trách móc, đổ lỗi cho nhau. Thế là quyết. Sáng hôm sau tôi gọi điện. Thôi em nhất trí. May thì sướng, em hưởng. Khổ thì em chịu. Nhưng chắc là khổ nhỉ. Em đoán vị trí đấy phức tạp lắm. Anh ấy mới an ủi. Không sao đâu. Anh nghĩ là cô làm được. Không khó lắm đâu Yến ạ. Anh tin là cô sẽ vào việc được. Thế khi nào em có thể chuyển? Quý sau. Mọi việc tưởng suôn sẻ như vậy. Tháng 8 năm đó, cơ quan đấy xảy ra sự cố. Một nhân viên tạp vụ làm vệ sinh mái nhà trượt chân ngã thiệt mạng. Là người của cái phòng mà tôi sắp về. Tất cả bị đình lại. Rồi tôi nghe nói phòng đấy đã có quyền trưởng phòng hay phụ trách phòng gì đó. Có phải chuyển được mà dễ đâu. Tôi nghĩ như vậy. Và cũng chẳng buồn để tâm đến nữa. Chừng giữa tháng 2 năm 2009, bỗng dưng tôi nhận được một cuộc gọi của một lãnh đạo tỉnh báo tin cuộc họp của thường trực tỉnh ủy đã quyết định xong việc của tôi, sẽ chuyển về cơ quan. Tối về, vợ chúng tôi mở mạng xem tử vi, thấy viết là tháng 3 năm 2009 tôi chuyển đến vị trí công tác mới. Thật đúng là cái số. Vậy đấy, đến ngày 28 tháng 2 năm 2009 có quyết định của tỉnh, tôi lập tức nghỉ phép. Và tới ngày 10 tháng 3 năm 2009, tôi chính thức chuyển về thành phố, vào nhiệm sở mới. Có rất nhiều ý kiến xì xào dò hỏi. Này, không biết nó chạy hết bao nhiêu nhỉ? Riêng tôi thì tôi biết, lãnh đạo vẫn còn nhiều người tốt, xã hội cũng có rất nhiều người tốt. Và không phải bất cứ việc gì đại sự cũng phải mua, phải chạy bằng tiền. Nếu điều đó không đúng với tất cả, thì chí ít cũng đã đúng với riêng bản thân tôi. Và ở đây, liệu có phải số tôi có quý nhân phù trợ hay không? Tôi còn biết, bên cạnh tôi luôn có một sức mạnh tâm linh song hành cùng, và tôi luôn nương tựa vào đó để duy trì, tạo lập cuộc sống của mình. Một trong những sức mạnh tâm linh hỗ trợ tôi, mà tôi tin là có người ông liệt sĩ kính yêu của tôi. Tôi viết những dòng này hôm nay cũng là để tri ân ông của tôi và những anh hùng liệt sĩ. Họ không chỉ hy sinh xương máu vì nước vì dân, mà hôm nay đây, anh linh của họ vẫn luôn kể cận phù hộ cho con cháu của mình. Sau lần đó, tôi đã kịp có cơ hội chăm sóc cho người mẹ già ốm đau thân yêu của mình được thêm 2 năm. Từ tháng 3 năm 2009 và đến tháng 6 năm 2011, mẹ tôi qua đời. Cái giai đoạn năm 2009, tôi chuyển về thành phố. Tháng 9 năm 2010, định lên nhà mới, nhưng tiến độ xây dựng chậm quá, thợ cứ câu rầm giữ việc, gần đến ngày vẫn chưa xong. Tôi để một nửa gian mặt tiền tầng 2 để làm phòng thờ, đóng bàn thờ mới khiêng vào, chờ chọn giờ bốc và an vị bát hương. Đêm đó tôi ngủ mơ, thấy mình đang giữa chuyến du lịch cùng cơ quan. Trong lúc đi bộ ven sông, thấy một ông cụ mặc quần áo bộ đội đã cũ, đầu đội cái mũ bông bộ đội, có tai buộc xuống cằm kiểu ngày xưa. Người cụ nhỏ chỉ như cậu bé lên năm, đang cố gắng bám kịp theo đoàn. Tôi mới nghĩ, ông cụ nhà ai đây, đi trong đoàn mà người nhà sao chẳng chịu trông nom gì cả. Thế rồi tôi mới bảo, ông đi về cháu. Rồi thoáng cái, tôi và ông cụ bị lạc mất đoàn. Một chiếc thuyền đỗ trên sông gần bờ. Người lái đò là một ông lão không nhìn rõ mặt. Ông ấy nói vọng vào, họ sang bên kia sông cả rồi, đi đò này sang sông thì sẽ gặp. Rồi lại thoáng cái, ông cụ đi cùng tôi đã ngồi ở trong khoang thuyền. Sóng to đánh mạnh vào mạn thuyền, mặt sông mênh mang khói nước, nước sâu dần dợn.
Trong mơ, con thuyền cứ bập bềnh cách bờ một quãng để đợi tôi. Tôi đấu tranh tư tưởng một lúc, rồi chợt nghĩ, giờ mà leo lên con đò kia thì khéo mình không bao giờ trở về được. Tôi mới gào lên, trả ông tôi đây, tôi không đi nữa đâu. Con đò mới từ từ cập bờ. Tôi đưa tay đỡ ông từ trên đò xuống và giật mình tỉnh giấc. Sáng dậy, tôi vẫn chưa luận ra được cái ý nghĩa của giấc mơ đấy. Một tuần sau, ông xã tôi có kể lại. Ông ấy mơ thấy có một giấc mơ, đi đâu đó cùng với vài người trong cơ quan. Có một ông cụ bé tí, cao chừng 3-40 phân, mặc quần áo bộ đội, cứ luộn chũn đi cùng đoàn ngay dưới chân. Thấy ông cụ bé nhỏ đi chậm không kịp đoàn, chồng tôi mới cúi xuống, bế phát ông cụ lên tay như bế trẻ con. Miệng thì bảo, để con bế ông. Tôi mới dần đoán ra, vong linh ông trẻ liệt sĩ của tôi báo mộng, muốn nhắc nhở cả hai vợ chồng tôi là ông vẫn luôn luôn đi theo cùng chúng tôi. Cha ông ấy muốn chúng tôi nhớ lập bát hương thờ ông ở nơi nhà mới. Tôi thì luận giấc mơ như thế này. Với tôi, ông thử làm bộ như là nếu tôi không cần ông nữa thì ông sẽ đi. Lúc đấy là lên thuyền ngồi đợi sẵn, nửa muốn đi, nửa muốn ở. May mà trong mơ tôi có gào lên là đòi trả lại ông. Ông biết là tôi vẫn muốn thờ ông, ông cũng muốn báo. Cả cháu rể cũng thờ ông thì ông mới mãn nguyện. Tôi luận thế không biết đã đúng hay chưa. Thế rồi, vợ chồng tôi đã không quên lập bát hương thờ ông tại ngôi nhà mới. Có một cái chi tiết này, đó là vào khoảng năm 2020-2021. Con tôi đã ở riêng hết từ lâu. Nhà có tầng 3, một bên là phòng giặt, phòng lớn kế bên không xây kín, chỉ hàn rào sắt hai phía mặt tiền và sườn trái nhà. Một đêm, ông xã tôi lại mơ. Mơ vào buổi tối tầm 9-10 giờ, bố chồng tôi ở đâu chạy từ cầu thang tầng 3 xuống gần tầng 1, thông báo cho ông xã tôi tin sốt dẻo. Tuân, Tuân, có ông bộ đội nào dọn đồ đến ở trên tầng 3 nhà mày. Ông xã tôi chạy lên, đèn măng sông thắp sáng trưng. Một ông bộ đội đang lùi húi kê dọn đồ đạc. Đồ ông nhiều vẫn còn đang để ngổn ngang. Ông xã tôi có hỏi, ông dọn về ở đây từ lúc nào? Ờ, tôi mới dọn về đây đấy. Ông tôi chắc là tuyên bố chủ quyền cái tầng 3 bỏ không này đây. Khi nghe kể lại, tôi có hỏi anh, anh có nhớ hàm của ông cụ không? Là trung tá. Hồi ông tôi hy sinh, ông mới mang hàm đại úy. Năm 2015, con trai tôi thất nghiệp do ngành thuế giảm biên sâu. Công tác được 7-8 năm rồi vẫn không được vào biên chế chính thức. Giờ thất nghiệp ngồi nhà trông con cho vợ đi làm. Thằng bé con nó mới sinh được có 1 tháng. Số nó được bố trông nom suốt gần 2 năm. Vì vậy mà thằng bé sướng, còn bố mẹ nó thì vất vả. Cả nhà chỉ ăn một suất lương của mẹ nó. Thôi bố nó nghỉ trông con, khỏi phải thuê ô xin, tạm an ủi như thế. Năm đầu con thất nghiệp, tôi có đi xem bói. Cô bói đoán cho nó rằng nhà sẽ có thêm con trai, nhưng năm nay sự nghiệp đen kịt, không có một tia sáng. Đầu năm sau xem lại, cô phán giữa năm có ánh sáng nhưng không nhiều, hy vọng lẻ loi. Trong gần 2 năm đấy, tôi tìm tòi xin việc cho con mà rất khó. Biên chế cơ quan nào cũng đầy cứng, mà nếu ở đâu có chỉ tiêu thì cũng phải thi tuyển công chức. Cái món thi tuyển ấy thì chả nói, mọi người cũng biết, nó phức tạp lắm. Người ta nói việc gì không lo được bằng tiền thì phải bằng rất nhiều tiền. Nhưng khốn nỗi, đồng lương cán bộ 3 cọc 3 đồng, bốc hốt ở đâu mà ra. Tiền thiếu thì có thể đi vay, nhưng đã không có tiền thì chớ. Có rồi thì cái mặt quen nhẵn ra ai cũng biết, chắc có đưa cũng chả ai dám cầm. Mà thôi, tôi cũng phán bừa thế chứ đã có tiền đưa cho ai đồng nào đâu. Đã vậy, nhiều bạn bè còn gọi điện nhờ xin cho con em cháu chắt họ. Khổ nỗi, họ có đâu biết rằng con tôi cũng đang chẳng có lối mà thoát. Chắc họ tưởng là tôi có quyền lực gì ghê gớm lắm. Một lần ngồi với ông anh phó bí thư tỉnh ủy, chính là cái anh trưởng ban tổ chức trước đây, tôi có cảm thán thế này. Anh xem, mang tiếng em cũng là một trưởng phòng tổ chức chứ có kém gì đâu. Ở một cơ quan cũng to vật vã nhất nhì tỉnh mà con lại thất nghiệp, thế có chán không? Mà chả riêng gì em,
Mấy anh chị em văn phòng đều cùng cảnh con tốt nghiệp mà chả xin được việc, nằm dài ở nhà cả lũ kia kìa. Anh cũng cám cảnh. Ừ thì anh cũng thương các cô và các cháu lắm chứ, nhưng biết làm thế nào. Đừng nghĩ cứ có chức quyền thì muốn gì cũng được nhé. Đến tránh văn phòng bổ nhiệm về tỉnh, muốn chuyển vợ con ra công tác mà thành phố cũng bó tay. Thỉnh thoảng đêm nằm nghĩ đến con thất nghiệp, không biết số mệnh thằng con mình sẽ đi đến đâu, mà tôi nóng hết cả gan, sốt hết cả ruột, trằn trọc không thể nào ngủ được. Nhìn nó cũng khôi ngô sáng sủa mà sao lận đận thế này. Nghĩ chắc là nó phải trả nghiệp kiếp trước, chứ tưởng nó sẽ không khổ, thế nào cũng có kết cục tốt đẹp. Có điều cái thời khắc đấy bao giờ mới đến. Tôi thì vẫn thường xuyên thắp hương cầu xin sự trợ giúp của gia tiên tiền tổ, nhưng dường như những lời cầu xin ấy cứ rơi vào vô vọng, không thấy tăm hơi một tín hiệu gì. Lại nói về cái tuổi của thằng con trai tôi, nó sinh năm 85, vài lần được các thầy số phán rằng kiếp này nó làm ra không giữ được vì phải trừ nợ âm hết, chỉ có làm lễ hoàn nợ cho nó may ra mới giải hết được. Nghe vậy thì tôi cũng đã từng đặt một lễ giải hạn chung với nhiều gia đình khác nhằm trả bớt nợ cho nó. Số lễ mã cúng giải trong cái buổi hôm đấy một mình nó bằng 7 đến 8 lễ của gia đình khác cộng vào. Tôi cũng có cậy cục chạy lo lót cho nó chỗ này chỗ kia, người ta cầm một thời gian rồi lại trả. Có chú em đồng nghiệp chân tình góp ý, nó cứ đen mãi thế, chị xem có khi phải làm cái lễ giải đen cho nó. Nghe vậy chứ tôi cũng không chịu làm theo. Thực ra là tôi nản quá rồi. Rồi tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục hàng ngày thắp hương cầu xin sự trợ giúp của gia tiên. Đặc biệt là tôi kêu cầu ông Triệt là ông ơi, ông là anh hùng liệt sĩ có công với nước, nay ông chả có con cháu nào được thừa kế hưởng phước của ông, hay là ông đi trình bày với các quan âm cho cháu ông được thừa kế hưởng suất lộc con em liệt sĩ của ông có được không? Ông xin các quan âm cho cháu đi ông. Tôi cứ cầu xin ông tha thiết trong cái nỗi bất lực bế tắc. Rồi cái gì đến cũng đến. Một hôm cùng ngồi ăn tiệc vui, chú em đồng nghiệp cùng quê là người đã góp ý nên giải đen cho nó là trưởng phòng cơ yếu kỹ thuật mật mã, vốn rất quan tâm chia sẻ với tôi về nỗi lo nghĩ thất nghiệp của con. Hôm nay chú bỗng hỏi: chị à, có chỉ tiêu đào tạo trung cấp kỹ thuật mật mã cho huyện đấy, đào tạo kế cận để 2 năm nữa học xong thì thế chỗ anh cán bộ cơ yếu huyện đó nghỉ hưu, chị có muốn cho nó đi học không? Lại đi đào tạo nữa à? Đã đại học tài chính rồi, giờ lại đi đào tạo trung cấp, lại trở về mo à? Thôi không đi, chị chán lắm rồi. Chú em thì lặng im không nói gì. Đến sáng hôm sau, chú lại xuống phòng, chị em ngồi uống nước, chú phân tích lại cho tôi hiểu. Nếu chị cho nó đi thi tuyển công chức, liệu có đủ điều kiện để đỗ hay không? Chi bằng chị cho nó đi đào tạo 2 năm, nhà nước nuôi, đi học coi như vào biên chế, ra trường xét tuyển chứ không phải thi tuyển, hưởng chế độ như quân nhân. Tôi lúc đấy mới ngỡ ngàng, chú lại rủ gì. Thời gian đào tạo 2 năm, quay đi quay lại nhanh lắm. Còn như không đi, trong 2 năm tới liệu chị có xin được việc cho nó không? Chú ấy nói tiếp: em chuẩn bị chuyển sang ngành khác rồi, còn khoảng 20 ngày cho quy trình bổ nhiệm. Chị nhất trí thì để em báo cáo, đề xuất ngay với chánh văn phòng cho họp xét kẻo không kịp. Tôi lúc đấy mới như người tỉnh ngủ, cơ hội đã đến đây rồi. Sau đó, con tôi đã được lãnh đạo xét bước 1, cho làm hồ sơ, điều tra lý lịch, công văn trao đổi qua lại giữa các cơ quan thẩm quyền, chờ đợi kết quả xác minh lý lịch để làm căn cứ xét chọn chính thức cử đi học. Cũng khoảng thời gian đấy, cơ quan tôi tuyển thêm biên chế. Thương con mà nghĩ đến người, tôi sẵn lòng giúp các cháu có hồ sơ xin vào. Riêng về cá nhân tôi là vô điều kiện, không cầu mưu lợi. Tôi cũng xin kể thêm một chuyện, đó là vào năm 2010. Con dâu tôi sinh cháu gái đầu. Mẹ con đều đi làm nhà nước nên phải thuê người trông cháu. Đến năm 2015, nhân đi dự cưới con trai của chị giúp việc đấy, tôi để ý thấy con dâu mới của chị ấy có gương mặt sáng và tinh anh, ăn nói nhanh nhẹn lễ phép. Hỏi thăm mới biết cháu là người dân tộc Dáy, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm khoa văn loại giỏi, nhưng không xin được việc, hiện mở một quầy bán dép nhỏ ở cái chợ dép.
Tìm hiểu thêm thì tôi biết gia cảnh cháu rất nghèo, thời sinh viên phải đi bưng phở, rửa bát thuê, tự trang trải học phí. Một niềm thương dấy lên trong tôi. Tôi bắt đầu để ý xem nếu có cơ hội thì xin việc cho cháu. Với trình độ đào tạo của cháu thì xin việc vào chuyên viên thì mới xứng, nhưng đó là điều không dám mơ tưởng. Tôi khuyên cháu là tranh thủ đi học thêm trung cấp nấu ăn, có thể sẽ có cơ hội khi tôi cần bổ sung nhân lực cho nhà khách tỉnh ủy. Nuôi ý định đó suốt một năm thì cơ hội đến. Tầm tháng 5 năm 2016, cơ quan có chỉ tiêu tuyển một tạo vụ. Tôi bèn trao đổi với anh phó phòng của tôi, kể về cháu và ý định giúp người để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ. Sau đó tôi lại lên gặp anh chánh văn phòng, nói về hoàn cảnh của cháu, cũng được anh ủng hộ. Hôm sau tôi đưa cháu vào cơ quan ra mắt lãnh đạo để xem tướng mạo, vì chọn phục vụ mà. Khổ cái là con bé ngồi chợ nên ăn mặc xô bồ, áo phông dép tông, quần bò bó ống, không đẹp nếu ra mắt. Tôi bèn hướng dẫn cháu mua quần áo, giày dép, sửa sang ăn mặc, đầu tóc lại cho phù hợp với phong cách công sở, nhìn duyên dáng xinh đẹp hẳn lên. Kết quả là sau khi trình diện, cháu được xét vào làm thử việc 2 tháng. Đến tháng 7 năm 2016, cháu chính thức được tuyển vào hợp đồng trong biên chế. Một điều may mắn thay là cùng trong cuộc xét tuyển hôm đấy, con trai tôi cũng được phòng cơ yếu trình kết quả thẩm tra xác minh lý lịch, được các lãnh đạo chính thức nhất trí cử đi dự thi tuyển học trung cấp kỹ thuật mật mã. Sau đó là may mắn thay, con tôi được tuyển thẳng vào trung cấp kỹ thuật mật mã, không phải thi do đã có bằng đại học tài chính kế toán. Niềm vui vỡ òa, với ngành cơ yếu này, được đi học thì gần như là được coi là tuyển dụng, được tính biên chế kể từ khi đi học. Người tôi lúc đấy cứ lâng lâng sung sướng. Sung sướng vì con được đi học, có hướng cho tương lai. Sung sướng vì giúp đỡ được cho một thân phận nghèo kia. Dù không mỹ mãn nhưng từ nay cháu gái có công việc ổn định. Bác cháu gặp thông tin cho nhau mà rộn ràng hỉ hả niềm vui. Một lần ngồi với vị phó bí thư mới, còn trẻ, sinh năm 71, chú ấy có hỏi: cái cháu phục vụ ấy, nó là con cái nhà ai? Ý hiểu ngầm là nhà có vai vế quan hệ dây mơ dễ má gì mà được chọn. Tôi có trả lời: nó chẳng phải con nhà ai ở đây cả, nó là con nhà của ốc. Rồi tôi kể chuyện về thân phận cháu cho chú ấy nghe. Nghe xong chú ấy gật đầu lia lịa: tốt tốt, chị làm vậy là tốt lắm. Thì ra gia đình chú ấy theo đạo Phật nên đồng cảm luôn. Chú ấy còn bảo: chị nghe bài hát Cắt bụi cuộc đời chưa? Hay lắm. Tôi chưa kịp mở nghe thì vài hôm sau gặp, chú ấy lại hỏi: chị đã nghe bài hát ấy chưa? Có hay không? Cuối cùng tôi cũng phải tìm ra bài hát đó bằng được. Thì ra ông xã tôi mở loa ra giả suốt ngày mà tôi chẳng để ý. Thế rồi khi mà nghe được bài hát đấy, tôi mới thấy sao mà hay thế chứ. Sau cái lần đó thì chú ấy tin và quý tôi ra mặt, còn tôi cũng rất quý trọng chú ấy. Tôi cũng đã từng thấy lãnh đạo cấp cao mà nhiều người quá tốt luôn. Họ cũng là con người, cũng có trái tim yêu thương. Còn cái hạng nhũng nhiễu trong xã hội thì nhiều, nhưng không phải ai cũng thế. Một hôm tôi mơ một giấc mơ. Tôi phải chạy ngược một con dốc, chui vào các bụi cây cỏ, khe đá. Ở một cái đoạn dốc, mỗi chỗ tìm nhặt được một viên ngọc to bằng quả cam, trắng sáng long lánh, tổng có được 3 viên. Tôi bỏ vào cái túi sách nặng trĩu tay, rồi hộc tốc chạy lên tiếp. Con trai tôi trong giấc mơ chờ tôi giữa lưng chừng dốc, hối hả đón cái túi ngọc từ tay tôi và chạy tiếp lên phía trên dốc cao. Tỉnh dậy, tôi lại ngẫm nghĩ về cái giấc mơ đó và suy luận. Phải chăng có thế lực tâm linh nào đó đang muốn cho tôi nhận thức được rằng tôi cần phải tiếp xúc cho con bằng những việc làm cụ thể gì đó, như thể là lượm từng viên ngọc quý. Hay là tôi phải tiếp tục làm nhiều điều thiện, tích thêm phước đức hồi hướng cho nó chăng? Tới năm 2017, cơ quan tôi lại tuyển công chức và tôi lại có cơ hội làm việc thiện. Thí sinh phải qua 2 vòng thi, vòng 1 sơ tuyển tại cơ quan và vòng 2 do hội đồng tuyển dụng của tỉnh ủy tổ chức. Có tổng cộng 5 hồ sơ xin vào nhưng chỉ chọn 3. Đặc biệt là qua giao tiếp và kiểm tra sơ bộ, tôi thấy có 3 cháu học giỏi nhưng nghèo khó. Trong đó có 2 trường hợp cùng tuổi với con trai tôi, thông minh, có trình độ nhưng đều gặp lận đận trong công việc. Điểm giống nhau
là đều mất việc giữa chừng. Một tình thương của người mẹ kết hợp với sự đồng cảm, khi thấy các cháu vất vả giống con mình, nảy nở trong tôi, tôi mới để tâm hỗ trợ, giúp chúng vượt vũ môn. Khi giao nội dung ôn thi tuyển vòng 1, bằng kinh nghiệm công tác, tôi hướng dẫn cho các cháu tỉ mỉ. Và thật vui, cả ba cháu đều vượt kỳ thi tuyển với tổ hợp 5 giám khảo. Vòng thi thứ 2 là ở tầng vĩ mô, do ban tổ chức tỉnh ủy chủ trì. Tôi suy đoán và gợi ý cho các cháu cách chuẩn bị kiến thức vào thi, nội dung trọng điểm về lý luận chính trị mang tính thời sự trong năm để làm vốn thi. Ngày hôm đó là chủ nhật, tôi ở nhà. Đúng trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 11 rưỡi, hai cháu lần lượt gọi điện cho tôi, báo tin như reo. Chúng cháu đã vượt qua kỳ thi với kết quả tốt. Cả đề thi luận và nội dung hỏi vấn đáp đều sát với những gì tôi đã dự đoán và gợi ý cho chúng. Chúng nói điều đó trong cảm kích. Rồi cùng năm đó, tôi giúp tiếp một cháu nữa và làm nhân viên phục vụ cơ quan. Nhìn các cháu mới tiếp nhận, da tóc xem nắng, quần áo mang dấu vết của lao động nặng, vất vả, tôi đều thấy chạnh thương như thương con của mình. Sau này khi đã thân quen, khi tôi đi kiểm tra chúng làm việc, vừa làm chúng vừa trêu tôi: sao hồi đấy cô không lấy tiền cháu? Vợ cháu vào cơ quan phải chi cho bà trưởng phòng tổ chức tới 30 triệu. Giá mà hồi đấy cô lấy cháu 10 triệu thôi cũng được. Thế à? Thế thì bây giờ có tiền nộp đây, mỗi đứa 10 triệu thôi. Ba cô cháu cười với nhau rung cả cái nhà khách. Quay lại về chuyện của con trai tôi, sau 2 năm học, tháng 12 năm 2018, con tôi ra trường. Lúc này tôi cũng đã nghỉ hưu, mở một quầy tạp hóa tại nhà bán làng nhàng, thêm thắt, thay cho trồng rau tăng gia. Lúc đó, số đen vẫn bám theo con tôi. Đầu năm 2019, tự nhiên ban tổ chức trung ương có thông báo mô hình vị trí việc làm của văn phòng một huyện không có vị trí cơ yếu nữa. Tự nhiên bị cắt, chưa rõ lý do. Thế là thôi, việc xét tuyển cho con tôi bị dừng lại. Thất vọng não nề, con tôi ngày ngày sang ngồi bán hàng cùng mẹ, mặt mày ủ ê dầu dĩ. Tôi cũng chả biết làm sao với cái tình huống này. Chờ mãi gần một năm, ông xã tôi mới quyết định mua trả góp cho nó một cái xe tốt để chạy taxi, một lối thoát tạm thời. Lúc đó là cuối năm 2019. Thế nhưng chưa chạy được mấy bữa thì dịch Covid, lại cất xe ngồi nhà ngao ngán vô cùng tận. Rồi một hôm, tôi mơ thấy có một giấc mơ kỳ diệu, là sáng sớm ngủ dậy thấy rồng mây và phượng mây uốn lượn vòng giao nhau trên bầu trời quang rộng, sáng rực rỡ. Không biết là điểm lành điểm tốt gì đây. Đến một ngày tháng 10 năm 2020, con trai tôi bỗng buồn rầu bảo: các bạn con được đi làm hết rồi. Đêm đấy tôi mới nằm nghĩ, các bạn nó đều được xét đi làm, vậy cái thông báo của ban tổ chức trung ương kia có tác dụng gì ngăn trở không, mà sao các tỉnh họ vượt qua được. Tôi bỏ thời gian nghiên cứu lại toàn bộ luật cơ yếu, tìm hiểu kỹ cái thông báo kia, và thấy rằng việc con tôi và các bạn nó đều được cử đi học từ năm 2016, thì cái thông báo của cấp có thẩm quyền kia mới ban hành đầu năm 2019. Vậy thì chỉ có hiệu lực đối với những người bắt đầu tuyển mới đưa đi đào tạo từ năm 2019 thôi chứ. Vào lúc tôi đang tìm ra lập luận đúng hướng thì cùng đó xuất hiện thêm công văn can thiệp của ban cơ yếu chính phủ, khẳng định rằng cơ yếu ở các huyện biên giới là không thể thiếu, và sinh viên đào tạo ngành này ra trường cần phải được phân công vào vị trí. Tôi bèn bảo con thu thập bản sao các quyết định phân công của bạn nó, viết kèm thư đề nghị gửi cấp có thẩm quyền. Vấn đề xét tuyển và phân công công việc cho con tôi được đem ra xem xét lại. Và ngay cái ngày hôm sau cuộc họp xét, con trai tôi được thông báo làm hồ sơ. Tháng 1 năm 2021 có quyết định đi nhận nhiệm vụ, chấm hết chuỗi ngày đen đủi. Sau này có thời gian ngồi ngẫm nghĩ, tôi mới luận rằng nếu như tôi vô cảm thờ ơ, không giúp đỡ, chưa nói là nếu còn vòi vĩnh nhũng nhiễu ăn tiền của các cháu xin việc, làm khó cho chúng, thì có lẽ con tôi cũng chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tập nhân chứng sống ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho MC. Đồng thời, mọi người cũng đừng bỏ qua cuộc thi tài xế và những câu chuyện lạnh gáy của kênh truyện Audio Đêm Khuya, với nhiều phần thưởng rất hấp dẫn.
MC Sở Nguyên cũng rất mong nhận được những câu chuyện có thật từ các bạn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series Nhân Chứng Sống.